chấn động. Đúng trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, gặp thời đổi vận, tiền vàng ùn ùn kéo đến, giàu có nứt đố đổ vách, tiền tiêu ba đời không hết. Kính chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Trong không khí hối hả của những ngày cuối tháng 10 âm lịch, chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe dồi dào, bình an trong tâm hồn và may mắn trong từng bước đi của cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vận trình của những người sinh năm Kỷ Mùi 1979, đặc biệt trong 3 ngày cuối của tháng 10 âm lịch này. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng, nơi mà vận khí của từng người sẽ được thử thách. Đồng thời, cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận lại những cơ hội đã qua và chuẩn bị đón nhận những điều mới mẻ. Theo các thầy tử vi, những người tuổi Kỷ Mùi sở hữu một tính cách đặc biệt, mềm mỏng, khéo léo, nhưng không kém phần cứng cỏi khi đối diện với thử thách. Chính nhờ sự kiên nhẫn và tinh thần bền bỉ này mà họ có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là về tài lộc. Trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch, theo dự đoán của tử vi, vận tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi sẽ có những tín hiệu cực kỳ tốt. Những ngày đại lộc sẽ xuất hiện, mở ra cơ hội để bạn thay đổi tình hình tài chính, đặc biệt là trong công việc và các mối quan hệ làm ăn. Đây là lúc để bạn tận dụng năng lượng vũ trụ đang tích tụ, giúp tăng cường tài vận, mở rộng cơ hội và nhận được những món quà bất ngờ từ sự nỗ lực của mình. Tuy nhiên, vận may sẽ chỉ mỉm cười với những ai biết cách nắm bắt thời cơ. Theo phong thủy, đây là thời điểm mà tứ hành xung và tam hợp có thể tác động mạnh mẽ vào từng ngày trong tháng, mang lại những cơ hội lớn nhưng cũng không thiếu thử thách. Do vậy, điều quan trọng là bạn cần chuẩn bị tâm lý vững vàng và áp dụng những kiến thức tử vi, phong thủy để tối ưu hóa cơ hội. Những bước đi chính xác, kết hợp với sự sáng suốt trong các quyết định tài chính sẽ giúp bạn đón nhận thành quả xứng đáng. Trong những ngày tới, sẽ có một số ngày đại lộc, nơi bạn có thể nhận thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong công việc và tài chính. Những cơ hội lớn sẽ đến, có thể là một hợp đồng lớn, một cuộc gặp gỡ quan trọng hoặc sự thay đổi trong công việc mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đừng quên áp dụng một vài mẹo phong thủy đơn giản để tối ưu hóa vận may. Đặt cây xanh hợp mệnh trong không gian làm việc, sử dụng màu sắc hợp mệnh hay đơn giản là giữ tinh thần lạc quan, tích cực. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng ngày cụ thể trong 3 ngày cuối tháng 10 này, để cùng khám phá chi tiết từng cơ hội, thử thách và cách để người tuổi Kỷ Mùi nắm bắt vận may, giúp cuộc sống trở nên thịnh vượng và an lành hơn. Kính thưa quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979, những người luôn mang trong mình sự kiên trì và tinh thần bền bỉ trong suốt thời gian qua, chắc hẳn không ít lần anh chị đã phải đối mặt với những thử thách không nhỏ từ công việc đến cuộc sống. Những gánh nặng ấy có thể khiến tinh thần đôi lúc cảm thấy uể oải, nhưng như một quy luật tự nhiên, sau những đợt sóng gió, trời lại sáng và tử vi tháng này mang đến cho quý anh chị một tin vui lớn. 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch chính là khoảng thời gian mà vận khí của quý anh chị sẽ thay đổi mạnh mẽ, tạo ra cơ hội mới để thay đổi số phận. Trong những ngày tới, vũ trụ sẽ mở ra một cánh cửa tài lộc rộng lớn, nơi quý anh chị có thể đón nhận những cơ hội thăng tiến đáng giá. Những thử thách đã qua giờ đây không còn là gánh nặng mà là những bài học quý giá, giúp anh chị trưởng thành và sẵn sàng bước vào những cơ hội mới. Tử vi cho thấy rằng, trong 3 ngày này, vận may sẽ đến gõ cửa từng người tuổi Kỷ Mùi, mang theo những tín hiệu tươi sáng, mở ra những khởi đầu đầy hứa hẹn trong công việc, tài chính, thậm chí là cả trong các mối quan hệ cá nhân. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, 3 ngày đại lộc sẽ là những dấu mốc quan trọng mà tử vi chỉ ra, chính là những cơ hội vàng để anh chị có thể phát huy hết khả năng của mình. Đừng bỏ lỡ, vì đây là thời điểm có thể thay đổi cuộc đời chỉ trong một khoảnh khắc. 3 ngày này không chỉ là những ngày tài lộc, thịnh vượng, mà còn là lúc anh chị có thể nhìn thấy rõ ràng con đường phía trước, mở ra nhiều cánh cửa mới cho những dự án lớn, hợp tác hay thậm chí là những món quà bất ngờ từ những mối quan hệ cũ. Tuy nhiên, để tận dụng triệt để những cơ hội này, không chỉ cần sự chăm chỉ mà còn là khả năng nhận diện và nắm bắt thời cơ đúng lúc. Vì vậy, hãy cùng tôi theo dõi kỹ lưỡng từng chi tiết trong tử vi để chuẩn bị tâm thế vững vàng, sẵn sàng chào đón những cơ hội lớn sắp tới. Đừng quên rằng mỗi ngày, mỗi phút giây đều chứa đựng một khả năng thay đổi vận mệnh nếu chúng ta biết cách khai thác đúng lúc. Về công việc và sự nghiệp,
Kính thưa quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979, những người luôn kiên cường và tận tụy trong công việc, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, tử vi cho thấy một tín hiệu tích cực đáng mừng. Công việc và sự nghiệp của quý anh chị sẽ bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ và đầy hứa hẹn. Những tháng ngày đầy thử thách dường như đang dần qua đi, nhường chỗ cho những cơ hội mới và những thành tựu xứng đáng. Với những ai làm việc trong môi trường công sở, 3 ngày cuối tháng 10 chính là khoảng thời gian vàng để anh chị thể hiện được tài năng và bản lĩnh của mình, những dự án quan trọng mà anh chị đảm nhận. Dù có phức tạp hay đòi hỏi nhiều thời gian, giờ đây sẽ được hoàn thành một cách suôn sẻ và hiệu quả. Cấp trên sẽ nhận thấy sự nỗ lực và sáng tạo trong công việc của anh chị. Điều này không chỉ giúp anh chị nâng cao uy tín mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến lớn, thậm chí có thể là một lời mời thăng chức, một dự án lớn mà anh chị được giao trọng trách lãnh đạo. Đây chính là thời điểm để anh chị khẳng định bản thân, phát huy hết tiềm năng của mình. Đặc biệt, trong những ngày này, người làm việc siêng năng sẽ được đền đáp. Theo như lời của các bậc thầy phong thủy, nếu anh chị đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thì đây chính là thời điểm không thể tốt hơn để ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần và tâm thế thật tốt, bởi thành công sẽ đến với những ai biết tận dụng cơ hội đúng lúc. Đối với những anh chị tuổi Kỷ Mùi đang kinh doanh, đầu tư hoặc làm chủ doanh nghiệp, vận may trong công việc càng rõ rệt, thị trường trong những ngày này có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội hợp tác và mở rộng quy mô kinh doanh. Các dự án, kế hoạch đã được ấp ủ lâu nay giờ đây sẽ có cơ hội chín mùi và sẵn sàng gặt hái thành công. Những khoản đầu tư trước đây dù là lớn hay nhỏ, giờ sẽ bắt đầu sinh lời, giúp quý anh chị xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, mang lại sự ổn định lâu dài. Những ngày này, nếu anh chị có dự định ký kết hợp đồng quan trọng hay mở rộng kinh doanh, hãy tin tưởng vào vận khí của mình. Cơ hội lớn sẽ đến và vận may sẽ giúp các giao dịch diễn ra thuận lợi, không có trở ngại lớn. Nhưng cũng đừng quên rằng, dù vận may có đến, thành công cũng chỉ đến với những ai chuẩn bị kỹ càng, làm việc chăm chỉ và có chiến lược rõ ràng. Đây là lúc để quý anh chị tận dụng mọi cơ hội, làm với các mối quan hệ kinh doanh, mở rộng tầm nhìn và đón nhận những thử thách mới. Nhớ rằng, chính trong những thời điểm như vậy, con người mới thực sự thể hiện được bản lĩnh và năng lực của mình. Hãy nắm bắt những ngày đại lộc này để không chỉ phát triển sự nghiệp mà còn tạo dựng được những nền tảng vững chắc cho tương lai. Về phương diện sức khỏe, kính thưa quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979, khi bước vào 3 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, vạn sự đang dần chuyển mình, nhưng cũng không thể bỏ qua một yếu tố quan trọng khác. Sức khỏe, dù vận may và tài lộc có đến gõ cửa, nhưng nếu không chú ý đến cơ thể, đôi khi chúng ta sẽ bỏ lỡ những cơ hội quý giá vì sức khỏe không ổn định. Tử vi cho thấy, đây là thời điểm mà quý anh chị cần phải quan tâm đặc biệt đến hệ tiêu hóa và các vấn đề liên quan đến xương khớp. Đặc biệt khi thời tiết đang vào mùa chuyển giao, dễ làm cơ thể mệt mỏi và dễ mắc phải một số bệnh vặt. Sức khỏe chính là nền tảng để hưởng thụ tài lộc và thành công. Vì thế trong giai đoạn này, anh chị cần phải chú trọng xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh và hợp lý. Hệ tiêu hóa là bộ phận rất dễ bị ảnh hưởng trong thời điểm chuyển mùa. Khi thực phẩm lạ hoặc không hợp vệ sinh dễ gây ra các vấn đề tiêu hóa. Đặc biệt, các món ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng có thể làm tăng nguy cơ về các vấn đề về dạ dày hoặc cơ thể mất cân bằng. Do đó, hãy duy trì một chế độ ăn uống khoa học. Ưu tiên những thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm dễ tiêu hóa, vừa bổ sung năng lượng cho cơ thể lại giúp tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, xương khớp cũng là điểm cần chú trọng trong tháng này. Những cơn đau nhức lưng hay mỏi khớp có thể xuất hiện khi cơ thể không được vận động đúng cách hoặc do thói quen sinh hoạt thiếu khoa học. Vì vậy, hãy chú trọng những bài tập thể dục nhẹ nhàng nhưng hiệu quả như yoga, đi bộ hoặc các bài tập giãn cơ để duy trì sự linh hoạt cho cơ thể. Một cơ thể dẻo dai sẽ giúp quý anh chị duy trì được năng lượng tích cực, sẵn sàng đón nhận những cơ hội tài lộc trong những ngày đại lộc sắp tới. Không chỉ chăm sóc cơ thể, mà cả tâm trạng cũng là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc giữ gìn sức khỏe. Tử vi học luôn nhấn mạnh rằng, khi tâm hồn an vui, cơ thể cũng sẽ khỏe mạnh. Đặc biệt trong những ngày đại lộc sắp đến, việc giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan sẽ không chỉ giúp quý anh chị cảm thấy thoải mái hơn, mà còn mở rộng cánh cửa để đón nhận những điều may mắn. Một tâm trí thoải mái sẽ thu hút vận may, làm cho những cơ hội tài lộc trở nên rõ ràng và dễ dàng nắm bắt. Hãy luôn nhớ rằng, niềm vui và sự lạc quan là chìa khóa để thành công. Vì vậy,
Trong 3 ngày cuối tháng này, hãy giữ cho mình một thái độ sống tích cực và chú ý đến sức khỏe, để không chỉ tận hưởng được những điều tốt đẹp về tài lộc mà còn giữ được một tinh thần minh mẫn và một cơ thể khỏe mạnh. Khi cơ thể và tâm hồn ở trong trạng thái tốt nhất, quý anh chị sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất mà vũ trụ ban tặng. Về phương diện gia đạo và tình cảm, quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979, khi bước vào những ngày cuối tháng 10 âm lịch, gia đình và tình cảm sẽ là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của anh chị. Tử vi cho thấy, thời gian này là một giai đoạn hòa thuận, ấm áp và tràn đầy yêu thương trong gia đạo, khi các mối quan hệ gia đình được củng cố và hạnh phúc ngày càng thêm đong đầy. Đây chính là lúc mà quý anh chị và các thành viên trong gia đình có cơ hội để gần gũi, sẽ chia và thấu hiểu nhau hơn bao giờ hết. Trong một năm với nhiều thử thách và biến động, thì những ngày cuối tháng này là thời điểm tuyệt vời để các thành viên trong gia đình được tụ họp, sum vầy bên nhau, xóa bỏ khoảng cách và xây dựng lại những sợi dây liên kết bền chặt. Đặc biệt, nếu trong gia đình có những mâu thuẫn nhỏ hoặc hiểu lầm chưa được giải quyết, thì đây chính là thời điểm thuận lợi để hòa giải. Những bất đồng tưởng chừng như không thể gỡ rối sẽ dễ dàng được tháo gỡ, khi mỗi người đều dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu nhau, mang lại một không khí ấm cúng và yên bình cho gia đình. Bên cạnh đó, tình cảm gia đình trong giai đoạn này sẽ càng thêm bền chặt và thăng hoa khi quý anh chị chứng kiến những tin vui từ những người thân yêu. Đây là khoảng thời gian mà gia đình tuổi Kỷ Mùi có thể đón nhận những thành công đáng tự hào từ con cái, anh chị em hay những người thân yêu khác, như thành tích xuất sắc trong học tập, công việc hoặc một bước tiến quan trọng trong cuộc sống. Những niềm vui này không chỉ mang lại niềm tự hào, mà còn góp phần tăng cường thêm tình cảm sự gắn kết trong gia đình, khi mỗi người đều cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương chân thành. Những lời động viên, sự chăm sóc của quý anh chị dành cho các thành viên trong gia đình sẽ là sợi dây kết nối vững chắc, mang lại một mái ấm đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Chắc chắn rằng, không khí gia đình lúc này sẽ tràn ngập hạnh phúc và sự ấm áp, khi mỗi người đều cảm nhận được sự che chở và yêu thương lẫn nhau. Trong những ngày này, quý anh chị hãy để tình yêu thương và sự chia sẻ là sợi dây vô hình kết nối mọi thành viên trong gia đình, vì đó chính là nguồn năng lượng tích cực giúp gia đình luôn hạnh phúc và bền vững. Nếu quý anh chị có bất kỳ dự định hay kế hoạch nào liên quan đến gia đình trong thời gian này, hãy mạnh dạn thực hiện, bởi tử vi cho thấy vận khí gia đình sẽ cực kỳ thuận lợi và êm ả. Từ việc chăm sóc sức khỏe cho người thân đến việc tổ chức các buổi gặp mặt, hay đơn giản là những khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau, tất cả đều sẽ giúp gia đình thêm đoàn kết và gắn bó. Vậy nên, trong 3 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, quý anh chị hãy dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc từng mối quan hệ, bởi đây là thời điểm vàng để tạo dựng và củng cố hạnh phúc gia đình, để không chỉ đón nhận tài lộc mà còn đón nhận tình yêu và sự bình yên trong mái ấm của mình. 3 ngày đại lộc cơ hội phát tài, phát lộc. Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979 trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này sẽ có cơ hội đón nhận những ngày đại lộc, đặc biệt mang đến vận may và tài lộc dồi dào. Cụ thể 3 ngày 28, 29 và 30 âm lịch sẽ là những ngày mà vận khí tài chính của quý anh chị dâng cao, mở ra cơ hội vàng để phát tài, phát lộc. Đây là thời điểm đầy hứa hẹn, khi mỗi hành động của anh chị đều có thể đem lại kết quả đáng kinh ngạc. Hãy cùng xem chi tiết từng ngày đại lộc này để không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời. Ngày 28 tháng 10 âm lịch, cánh cửa tài lộc mở rộng. Ngày 28 tháng 10 âm lịch sẽ là ngày khởi đầu cho một chuỗi ngày đại lộc, mang đến vận may tài chính bất ngờ cho tuổi Kỷ Mùi. Đây là một ngày đặc biệt, khi cánh cửa tài lộc mở ra với rất nhiều cơ hội đang chờ đón anh chị. Nếu anh chị có các giao dịch lớn, đặc biệt là những hợp đồng hay thương thảo quan trọng, đây chính là thời điểm lý tưởng để hoàn tất những giao dịch đó, bởi vận khí tài chính trong ngày này rất mạnh mẽ, tạo ra những cơ hội tuyệt vời để anh chị thành công. Với những ai đang trong quá trình ký kết hợp đồng hoặc đang thực hiện công việc lớn, ngày 28 âm lịch chính là lúc vận khí thuận lợi, giúp mọi việc trở nên suôn sẻ và đạt được kết quả khả quan. Những thỏa thuận, dù là giao dịch thương mại, kế hoạch đầu tư hay hợp tác kinh doanh đều có xu hướng thành công cao trong ngày này. Vận tài lộc mạnh mẽ sẽ giúp anh chị dễ dàng đạt được những điều kiện có lợi, đặc biệt là khi làm việc với những đối tác có năng lực và tầm nhìn dài hạn. Đây là thời điểm tuyệt vời để anh chị triển khai kế hoạch đầu tư hoặc đưa ra quyết định tài chính quan trọng, bởi ngày 28 âm lịch mang đến nguồn lực mạnh mẽ hỗ trợ cho các dự án dài hạn.
vận may tài chính sẽ không chỉ giúp anh chị cải thiện thu nhập ngắn hạn mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho sự ổn định tài chính trong tương lai. Những khoản tiền từ dự án cũ, những khoản đầu tư trước đó có thể bắt đầu quay lại, mang lại nguồn tài chính dồi dào và giúp anh chị cảm nhận được sự thịnh vượng đang đến gần. Bên cạnh đó, ngày này cũng là cơ hội tuyệt vời để anh chị gặp gỡ những đối tác tiềm năng, những người có thể trở thành quý nhân trong sự nghiệp, đồng hành lâu dài và hỗ trợ công việc kinh doanh của anh chị. Những người này có thể sẽ mang đến những cơ hội hợp tác hoặc lời khuyên hữu ích để anh chị mở rộng quy mô công việc hay thậm chí vươn xa hơn trong các lĩnh vực khác. Đặc biệt, nếu anh chị đang có kế hoạch phát triển sự nghiệp, ngày này sẽ giúp kết nối với những người đang tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài, từ đó mở rộng được các mối quan hệ kinh doanh bền vững. Đừng quên rằng trong ngày này, tinh thần lạc quan và quyết đoán sẽ là chìa khóa giúp anh chị nắm bắt mọi cơ hội tài lộc. Dù là một giao dịch quan trọng hay một cơ hội đầu tư, nếu anh chị luôn giữ niềm tin vào bản thân, kết hợp với sự quyết đoán trong mọi hành động, chắc chắn thành công sẽ đến. Đây cũng là lúc anh chị có thể đưa ra quyết định đúng đắn, nắm bắt cơ hội và xây dựng một tương lai tài chính vững chắc. Hãy tận dụng tối đa ngày 28 âm lịch này để đón nhận vận may, vì mọi sự chuẩn bị và quyết định đúng đắn vào thời điểm này sẽ mang lại tài lộc và thành công cho anh chị trong thời gian tới. Ngày 29 tháng 10 âm lịch, cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội. Ngày 29 tháng 10 âm lịch sẽ là một trong những ngày đại lộc mạnh mẽ nhất trong tháng dành cho người tuổi Kỷ Mùi, mang đến cơ hội tài chính vượt trội. Đối với anh chị, đây là một thời điểm vàng để đón nhận những tin vui tài chính và chứng kiến sự thay đổi tích cực trong công việc cũng như sự nghiệp. Vận khí tài lộc trong ngày này đặc biệt mạnh mẽ, đặc biệt là với những ai đang đầu tư hoặc kinh doanh. Đây là lúc mà lợi nhuận từ các dự án đã triển khai trước đó bắt đầu tiến triển mạnh mẽ, giúp anh chị củng cố tài chính gia đình và mang lại sự ổn định lâu dài. Những nỗ lực và quyết định đầu tư trước đây sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, đem đến niềm vui lớn cho anh chị và gia đình. Nếu anh chị đang có kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh hoặc thử sức trong những lĩnh vực mới, đừng bỏ qua cơ hội này để thực hiện những bước đi quan trọng. Ngày 29 âm lịch là thời điểm rất thuận lợi để thực hiện những bước đi đột phá, giúp anh chị mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu và đạt được những thành công ngoài mong đợi. Những lĩnh vực mà anh chị có đam mê và kiến thức vững vàng sẽ là những mảnh đất màu mỡ để đầu tư và sinh lời vượt trội. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội và dám thử sức với những ý tưởng mới, vì vận khí tốt sẽ tạo ra môi trường lý tưởng để mọi kế hoạch của anh chị phát triển nhanh chóng và bền vững. Ngoài việc thúc đẩy đầu tư ngắn hạn, ngày này cũng là thời điểm lý tưởng để bắt tay vào các kế hoạch dài hạn. Nếu anh chị có những dự án lớn hay những ý tưởng chưa thực hiện nhưng luôn có trong tâm trí, ngày 29 âm lịch sẽ mang đến cho anh chị những cơ hội tuyệt vời để biến những kế hoạch này thành hiện thực. Đây chính là lúc thích hợp để đưa ra quyết định và bắt đầu hành động. Với sự hỗ trợ của vận khí, anh chị có thể kết thúc các giao dịch một cách thuận lợi, kêu gọi đầu tư dễ dàng và tiến hành các bước chuẩn bị cho các dự án đầy triển vọng. Ngày này cũng là lúc lý tưởng để anh chị xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc và bền vững. Sự quyết đoán và tinh thần mạnh mẽ trong ngày 29 âm lịch sẽ giúp anh chị tự tin trong việc quản lý tài chính và thực hiện những chiến lược đầu tư dài hạn. Những quyết định đúng đắn sẽ giúp gia tăng tài sản và mang lại sự thịnh vượng cho tương lai. Hãy luôn nhớ rằng, sự kiên trì và quyết tâm là chìa khóa giúp anh chị gặt hái được thành công bền vững. Với vận khí tài lộc dồi dào trong ngày 29 tháng 10 âm lịch, anh chị sẽ không chỉ nhận được lợi nhuận vượt trội từ các khoản đầu tư trước đó, mà còn có thể mở ra những cơ hội kinh doanh mới và lên kế hoạch cho một tương lai tài chính ổn định. Đừng ngần ngại nắm bắt thời cơ để tiến lên phía trước, vì những bước đi quyết đoán hôm nay sẽ là động lực để anh chị thành công vững bền trong tương lai. Ngày 30 tháng 10 âm lịch, cơ hội vàng, quý nhân xuất hiện. Ngày 30 tháng 10 âm lịch không chỉ là ngày cuối cùng trong chuỗi 3 ngày đại lộc, mà còn là một ngày đặc biệt, mang lại vận may tài chính lớn nhất cho người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 10 âm lịch. Đây là thời điểm mà tài lộc dồi dào, vận khí thịnh vượng sẽ mở ra cánh cửa cơ hội, đưa anh chị đến với những thành công vượt trội. Đặc biệt, nếu anh chị đang có giao dịch quan trọng, kế hoạch lớn trong công việc hay đầu tư, ngày này chính là lúc lý tưởng để thực hiện. Vận khí sẽ giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tạo nên một bước ngoặt đáng nhớ trong con đường tài chính của anh chị. Ngày 30 âm lịch không chỉ dừng lại ở việc mang lại cơ hội tài chính lớn, mà còn là thời điểm mà những quý nhân xuất hiện để giúp anh chị hoàn thành mục tiêu,
Những người này không chỉ là những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực anh chị đang theo đuổi, mà còn có thể là những người cố vấn, đồng nghiệp hoặc đối tác có kinh nghiệm. Họ sẽ đưa ra lời khuyên quý giá, giúp anh chị giải quyết những khó khăn trong công việc hoặc tháo gỡ những vướng mắc trong các giao dịch tài chính. Sự xuất hiện của quý nhân này không chỉ giúp anh chị hóa giải trở ngại, mà còn là cơ hội để anh chị học hỏi, mở rộng mối quan hệ và phát triển sự nghiệp. Nếu anh chị đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay đang tìm kiếm cơ hội để đưa công việc lên một tầm cao mới, ngày 30 âm lịch sẽ là một ngày tuyệt vời để ký kết hợp đồng quan trọng hoặc thực hiện các chiến lược phát triển dài hạn. Vận khí thuận lợi của ngày này sẽ giúp anh chị mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm các đối tác chiến lược và mở ra những cơ hội làm ăn lâu dài. Đây là thời điểm lý tưởng để anh chị có thể đầu tư vào những dự án lớn, từ đó gặt hái được lợi nhuận bền vững và đạt được mục tiêu tài chính mà mình đã đề ra. Đặc biệt trong ngày này, những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong công việc hoặc tài chính sẽ thấy được những tiến triển rõ rệt. Các kế hoạch đã được lên từ trước, dù lớn hay nhỏ, sẽ dần được hiện thực hóa. Nếu anh chị đã chuẩn bị kỹ càng và có kế hoạch rõ ràng, vận khí hôm nay sẽ giúp mọi thứ diễn ra nhanh chóng và đạt được kết quả ngoài mong đợi. Ngày này cũng là lúc mà những quyết định quan trọng về đầu tư tài chính hay mở rộng lĩnh vực kinh doanh sẽ bùng nổ. Với sự hỗ trợ của quý nhân, những đối tác đáng tin cậy xuất hiện vào ngày này sẽ giúp anh chị tăng cường niềm tin vào quyết định của mình và khiến quá trình phát triển sự nghiệp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Họ sẽ không chỉ đồng hành cùng anh chị trên con đường kinh doanh, mà còn giúp anh chị có những lựa chọn thông minh, đem lại những lợi ích lâu dài. Ngày 30 tháng 10 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Kỷ Mùi một ngày tràn đầy cơ hội và tài lộc, tạo nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp. Đây chính là thời điểm vàng để anh chị bứt phá, khẳng định vị thế và đạt được thành công đáng kể trong công việc, đặc biệt là với sự xuất hiện của những quý nhân có tầm ảnh hưởng và những cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội này, vì với vận khí tốt và sự hỗ trợ của quý nhân, anh chị sẽ vững vàng trên con đường đi đến thịnh vượng và thành công. Thưa quý vị, làm người, khờ khạo một chút sẽ hạnh phúc, sống quá thông minh sẽ mệt mỏi, nghĩ quá nhiều, tâm trạng dễ phiền muộn, quan tâm quá nhiều dễ mẫn cảm, đa nghi, bận tâm quá nhiều dễ nghĩ đến được mất. Làm người, ngốc nghếch một chút thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình, có câu rằng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Khờ khạo một chút cũng không phải thể hiện rằng chỉ số thông minh thấp hoặc là người chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên. Cơ hội tới thì gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt, đối với những thứ không thể đạt được thì có thể mỉm cười bỏ qua. Tình cảm không thể dế tới được thì cũng có thể buông bỏ nhẹ nhàng. Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ càng rộng rãi, cũng dễ dàng thỏa mãn, tâm tình khoái lạc. Làm người, ngốc nghếch một chút, không đi so đo thì cuộc sống càng tự tại. Làm người, ngốc nghếch một chút thực ra vẫn tốt hơn, quá tính toán sẽ mệt chính mình. Với người tham món lợi nhỏ, kẻ ngốc cũng không ngại mà nhượng lại họ vài phần. Với người ham sĩ diện bề ngoài cũng không ngại mà khen ngợi họ vài câu. Với những người thích a dua nịnh hót thì yên lặng rời xa, không để ý tới nữa. Không phải là nhìn không thấu, mà là không nói ra. Không phải không cảm thấy tổn thương, mà là mặc kệ. Kẻ ngốc nghếch thông thường lại có thể hiểu được bao dung và cảm ơn. Làm người, ngốc một chút sẽ không bao giờ thiệt thòi. Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái. Có những người nhìn không thuận mắt thì không để ý tới nữa. Có chút lý lẽ nói không rõ ràng thì thôi không giải thích nữa. Có chút tư tưởng nghĩ không thông thì thôi không cần vướng bận. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi. Buông tha chính mình cũng buông tha người khác. Làm người ngốc một chút, kỳ thực cũng không có chút gì là thiệt thòi. Không yêu cầu quá nhiều đối với thân nhân thì gia đình sẽ hòa thuận. Không tranh chấp quá nhiều với người yêu thì tình cảm mới bền lâu, hạnh phúc. Không cùng bạn bè tính toán chi li thì tình bạn càng thêm vững chắc. Làm người ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ. Không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều. Xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại. Từ nay trở đi, làm một người khờ khạo, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng. Như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thông dong, tự tại. Đôi khi, bạn không cần phải hoàn hảo, bạn chỉ cần trở nên tốt đẹp, sống thật với bản thân mình và chấp nhận các phiên bản không hoàn hảo của mình là đủ. Đó là những điều tuyệt vời khiến bạn trở nên khác biệt so với hàng triệu con người còn lại trên thế giới này. Cuộc sống ngày nay luôn có nhiều sự căng thẳng, áp lực đến từ mọi phía,
chúng ta phải chạy đua để theo kịp tiến độ công việc, học vấn, bạn bè và gia đình, chưa kể đến việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày như rửa chén, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ những ảnh hưởng bên ngoài, đặc biệt là các phương tiện truyền thông. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng đạt được chuẩn hoàn hảo đó. Chúng ta thường tự cho rằng, nếu chúng ta đạt được một cái nhìn nhất định hoặc một lối sống nào đó, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, được bạn bè chấp nhận và được nhiều người yêu mến hơn. Có thể bạn cảm thấy mình kém hoàn hảo bởi vì bạn không đạt điểm cao nhất trong lớp. Hàng xóm của bạn có một chiếc xe hơi mới hơn bạn, người bạn thân nhất của bạn có một công việc tuyệt vời hoặc mọi người xung quanh bạn đang kết hôn và bắt đầu có gia đình. Tôi muốn nói với bạn rằng, sự hoàn hảo không hẳn là vấn đề. Bạn không phải lúc nào cũng có thể mặc hợp với những chiếc quần jean yêu thích của bạn, hay làm được công việc mơ ước của bạn, cũng như tìm được tình yêu trong cuộc sống của bạn khi còn trẻ hoặc có trình độ cao nhất. Mọi thứ đều ổn cả thôi. Cho dù bạn không thể đạt được đúng những chuẩn hoàn hảo bạn muốn, nhưng đôi khi bạn chỉ cần tốt là đủ. Luôn căng thẳng và lo lắng liệu bạn có thể hoàn hảo. Để đáp lại yêu cầu của việc hoàn hảo là gần như không thể. Việc cố gắng sống theo phiên bản hoàn hảo mà bạn hoặc người khác đã tạo ra chỉ khiến bạn cảm thấy căng thẳng, chán nản. Không ai muốn mình bị thiếu thốn, không ai muốn mình bị thất bại. Loại căng thẳng và lo lắng này đi sâu vào các lĩnh vực khác trong cuộc sống và được biểu hiện qua các cuộc cãi lộn với những người thân yêu bạn như ba mẹ, người yêu và bạn bè. Khi bạn cảm nhận được điều này, bạn có thể giải quyết được nó. Hãy nhớ rằng, những vấn đề này bắt nguồn từ việc bạn muốn mình trở nên hoàn hảo. Học cách chấp nhận những khuyết điểm. Cuộc sống của chúng ta đã trải qua những căng thẳng trong nhiều giờ tại văn phòng, không ngủ đủ giấc vào ban đêm, hóa đơn thanh toán và các công việc nhà. Những vấn đề này được nhân lên khi bạn cũng phải đối mặt với những kỳ vọng không thể đáp ứng được. Hãy ngừng thúc đẩy mình đến mức kiệt sức, bởi vì bạn đang lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ. Bạn không hoàn hảo và bạn không phải là người như bạn mong muốn. Bước tiếp theo là chấp nhận sự không hoàn hảo của bạn bằng cách hít một hơi thật sâu, thư giãn và bắt đầu tập trung vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Hạnh phúc là đủ, đừng lo lắng về việc làm gì hơn thế. Như Maya Angelou đã nói, sống thật với chính mình là đủ. Bạn không việc gì phải chứng minh cho bất kỳ ai khác. Sự hoàn hảo không làm bạn hạnh phúc hơn. Hãy ngừng việc tìm kiếm sự hoàn hảo trong những thứ mà bạn không có. Việc mặc hợp những chiếc quần jean yêu thích, được lái một chiếc xe mới, được thăng chức, những điều này sẽ không làm bạn hạnh phúc hơn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì một khi bạn có được chúng, bạn sẽ muốn có nhiều hơn thế nữa. Không phải mọi thứ trong cuộc sống đều hoàn hảo, đó chính là những thứ bạn cần xử lý và cải thiện chúng, và việc bạn làm hài lòng xã hội không phải là cách chứng minh giá trị của bạn đâu. Hạn chế tự phê bình. Bạn không cần phải hoàn hảo, bạn chỉ cần trở nên tốt đẹp, sống thật với bản thân mình và chấp nhận các phiên bản không hoàn hảo của mình là đủ. Học cách tự phê bình mình ít hơn và ngừng so sánh cuộc sống của bạn với người khác. Để làm được điều đó, hãy thử suy nghĩ về những điều trong cuộc sống làm cho bạn hạnh phúc ngay lúc này. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, bạn hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp có trong ngày hôm trước. Đừng từ bỏ những thử thách làm bạn trở nên tốt hơn, mà hãy từ bỏ những điều khiến bạn nghĩ chúng sẽ làm bạn trở thành người hoàn hảo. Hãy sống thực tế với những mục tiêu mà bạn đặt ra cho chính mình. Luôn nhớ rằng, không ai là hoàn hảo. Học cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Đó là những điều tuyệt vời làm cho bạn trở nên khác biệt so với hàng triệu con người còn lại trên thế giới này. Nhìn lại chặng đường cuối tháng 10 âm lịch, đặc biệt là 3 ngày đại lộc 28, 29 và 30 âm lịch, chúng ta thấy rằng tuổi Kỷ Mùi 1979 sẽ được trao tặng một cơ hội đặc biệt để phát tài phát lộc, mở rộng tài chính và nâng cao cuộc sống. Đây là những thời điểm vàng, khi vận khí dồi dào, cơ hội tràn đầy, sẵn sàng chờ đón anh chị bước vào. Những ngày này không chỉ mang lại sự may mắn tài chính, mà còn là làn sóng hỗ trợ mạnh mẽ cho những ai có sự chuẩn bị kỹ càng và tinh thần lạc quan. Trong những ngày đại lộc này, anh chị sẽ có cơ hội kết nối với đối tác tiềm năng, triển khai dự án lớn và gặt hái thành quả từ những quyết định đầu tư trước đó. Vận khí mạnh mẽ trong 3 ngày này sẽ tạo nên những bước ngoặt quan trọng, đưa anh chị từ những nỗ lực không ngừng đến những thành công rực rỡ. Đặc biệt, với sự xuất hiện của quý nhân, những người sẽ đồng hành và giúp đỡ anh chị trong công việc, những trở ngại trong cuộc sống cũng dần được hóa giải. Vì vậy, hãy nhớ rằng, những cơ hội này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc chuẩn bị kỹ càng và luôn giữ vững tâm thế lạc quan.
kiên định. Những quyết định đúng đắn và những bước đi thông minh sẽ giúp anh chị tận dụng tối đa vận may và tạo dựng một nền tảng tài chính vững chắc cho mình và gia đình. Đây là cơ hội để anh chị thăng hoa, đưa cuộc sống lên một tầm cao mới, không chỉ về tài chính mà còn về hạnh phúc và thịnh vượng. Chúng tôi, kênh Minh Đường Tử Vi, xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất, tiếp tục cập nhật và đón nhận những cơ hội tử vi tuyệt vời khác từ chúng tôi. Chúc quý vị tuổi Kỷ Mùi bình an, may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Hy vọng rằng những ngày đại lộc sẽ là bước đệm vững vàng, đưa anh chị đến với những thành công vượt bậc và cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.